Các nhân vật trong anime đôi khi luôn thể hiện một phong cách rất ngầu và khác lạ. Trong đó có thể kể đến các phụ kiện mà họ mang theo. Chào mừng các bạn đến với Top Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng Top Khám Phá đến với top 10 nhân vật nữ anime đeo băng bịt mắt nổi tiếng và ấn tượng nhất. Trong top 10 này, chúng tôi sẽ so sánh thông qua mức độ ấn tượng của từng nhân vật. Chúng ta hãy bắt đầu với Mine Uryu. Uryu ban đầu được biết đến là một kẻ khủng bố và cô cũng là một trong những nhân vật sở hữu nhật ký tương lai. Umiu là một phụ nữ trẻ, khoảng trong độ tuổi 20, với mái tóc màu tím sẫm cùng với đôi mắt cùng màu. Tuy nhiên, trong các trận chiến nảy lửa, cô đã bị mất mắt trái và phải đeo một cái băng bịt mắt, mặc dù cô ấy có một con mắt giả bên dưới nó. Uryu là một người rất đáng sợ, cô luôn xuất hiện với trạng thái điên loạn rất tâm thần và dễ bị kích động khi thực hiện hành vi chủ nghĩa khủng bố. Hơn nữa, cô sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai cản đường mình. Tuy nhiên, dần về sau, cô thực sự là một người phụ nữ cứng rắn và cô độc. Sophia Vemmer. Sophia Vemmer hay còn được biết đến là Vemet. Vemet là một người phụ nữ khá cao, trẻ trung, với làn da nhợt nhạt và đôi mắt lờ đờ bất cần. Tóc của cô dài ngang vai. Vemet đeo một miếng băng trắng ở trên mắt phải của cô ấy. Xuất thân từ một gia đình quân đội Phần Lan đáng chú ý, Vemet làm việc chăm chỉ chỉ để đạt được vị trí mong muốn trong FRDS. Mặc dù thiếu một mắt nhưng cũng không làm cho cô trở nên yếu đuối hơn. Cô có một sức mạnh đáng ngờm, có thể dễ dàng chinh phục một người đàn ông to lớn hơn với một bàn tay duy nhất và đủ nhanh để tránh né một viên đạn ở cự ly gần. Chichu Nanohana. Chichu Nanohana được gọi là Chubel bởi bạn bè và gia đình, đã từng là một nữ học sinh trung học bình thường 14 tuổi cho đến khi cô gặp Koinosuke Adago. Anh là một người từng phục vụ cho kiếm sĩ Yagu Chubei một lần và đặt tên cô như là người kế thừa của Chubei, và kể từ đó cô bắt đầu gặp những rắc rối. Các thành viên khác trong gia tộc Ryochochi đòi hỏi một thách thức trong nỗ lực để khẳng định danh hiệu Chubei của Chiyu. Abiru Kobushi. Abiru Kobushi là học sinh số 19 của lớp 2F, là người luôn luôn quấn băng khắp cơ thể. Tên của cô được bắt nguồn từ Abiru Kobushi, có nghĩa là tắm trong nắm đấm. Mọi người nghĩ rằng Abiru đã bị thương vì bạo lực gia đình, nhưng thật ra cô bị chấn thương trong khi làm việc tại vườn thú ở địa phương. Cô cũng đam mê về đuôi, tất cả các vết thương của cô bị gây ra do động vật giận dữ, và đó là kết quả của việc kéo đuôi của bọn chúng. Và cô có một bộ sưu tập đuôi giả của động vật ở trong phòng. Cô cũng bị hội chứng heterostomia, là hội chứng có mắt hai màu, và một bên mắt khác màu của cô cũng được bao phủ bởi một miếng băng y tế. Hepha Isios. Là một vị thần, Hepha Isios cũng là thần đứng đầu của bộ Familia. Familia của Hepha Isios nổi tiếng với việc bán vũ khí chất lượng với giá cực đắt. Tuy vậy, Hepha Isios cũng là người tốt bụng khi đã rèn riêng cho Bell một con dao đặc biệt có linh hồn và mạnh dần lên theo người sở hữu nó. Hepha Isios là một vị thần với lướt da ngăm, mái tóc đỏ và đeo một miếng băng che mắt bên phải. Mei Misaki. Misaki Mei là nhân vật chính của bộ tiểu thuyết kinh dị Another, nay đã được chuyển thể thành anime. Là một cô gái bí ẩn, với vẻ ngoài xinh đẹp, toát lên nét huyền bí khó hiểu, và cô cũng là hồn ma trong lớp 33. Trong lớp, Mei là một người rất ít nói, luôn tách biệt với các thành viên còn lại. Lúc đầu, cô đã nói Koichi tránh xa mình ra, nhưng sau một khoảng thời gian, cô bắt đầu làm quen với sự hiện diện của cậu ấy, và lấy làm phiền khi cậu ở quanh cô. Trong tập 6, bí ẩn về con mắt khác màu của cô cuối cùng cũng đã được tiết lộ. Mei kể với Koichi rằng khi cô còn 4 tuổi thì con mắt của cô đã bị một khối u và nó đã cướp đi mắt trái của cô. Mẹ cô đã làm cho cô một con mắt búp bê màu xanh lá cây, vì theo bà, mắt giả thông thường trông không có hồn. Tuy nhiên, cô không thích điều này và đã che con mắt đó lại.
Hot Eyes Hilda. Hilda là một cô gái ngoài vòng pháp luật, là kẻ thù không đội trời chung của nhóm cướp biển Kê và anh em McDougal. Trước khi hạ cánh lên Sentinel thứ ba, cô đã đánh cắp tài sản quý giá của tên cướp biển Kê. Trước khi sự kiện Outlaw Star diễn ra, Hilda đã có được một nickname Hot Eyes của mình. Hilda là một cô gái cao ráo, thường đeo băng bịt mắt màu đỏ để che con mắt phía bên phải của mình. Đồng thời, Hilda cũng là một cô gái có quá khứ bí ẩn. Sime Ryomo. Sime, Teifu và Saji là những người bạn từ thời chí cốt khi câu chuyện bắt đầu. Có thể nói, cô là một cô gái thích bạo lực, có sở thích bẻ tay đồng đội, cho tới khi nào nó gãy thì thôi. Đồng thời, cô cũng là một cô gái xinh đẹp, với mái tóc màu xanh, ngắn và một chiếc băng bịt mắt. Cô thường được nhìn thấy khi mặc bộ đồ học sinh với một chiếc váy sọc và một bộ đồ màu xanh theo kiểu Pháp. Rika Takanashi. Rika là nhân vật nữ chính trong câu chuyện, một cô gái học cùng lớp với Yuta, vừa chuyển tới sống với chị của mình ở trên căn hộ của Yuta. Rika là một cô gái mắc chứng ảo tưởng, luôn tin mình là một tà vương chân nhãn và luôn che mắt bên phải. Ngoài Yuta và Sanae thì cô khá thận trọng với những người khác. Vũ khí tưởng tượng của cô là một chiếc ô nhỏ mà cô sử dụng như một thanh kiếm. Trang phục của Rika thường là một chiếc váy có phong cách gothic màu đen. Rika khá vụng về, thường hay vấp ngã và quên mọi thứ. Sau này, chúng ta có thể nhận ra chứng ảo tưởng của Rika lại bắt nguồn từ Yuta. Kyubey Yagyu. Kyubey Yagyu là một thiếu nữ quý tộc, hóa trang thành nam giới để có thể thừa kế gia tộc. Cô được dạy dỗ để ăn mặc và hành động như một chàng trai, nhưng đôi khi vẫn để lộ ra phần nữ tính của mình. Nhiều nhân vật đã hiểu lầm cô là con trai khi mới xuất hiện lần đầu và đã rất sốc khi cô hôn Tae. Kyubey là bạn thân của Tae Shimura. Khi còn nhỏ, cô đã mất một mắt khi bảo vệ cho Tae, và kết quả là cô phải đeo một miếng băng đen trên mắt trái của mình. Tai nạn đó cũng khiến cho Kyubey quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn, và cô đã tập luyện trong suốt nhiều năm. Kyubey là kiếm sĩ xuất sắc của dòng kiếm Yagyu Ryu, người mạnh thứ hai trong gia đình, sau ông nội cô. Cô đặc biệt có tình cảm với Tae, và luôn muốn Tae trở thành vợ mình, luôn đi cùng Tae như hình với bóng. Được dạy dỗ là con trai trong suốt nhiều năm, nên cô cũng hơi có chút lệch lạc về giới tính, và nhiều lúc cũng có ý định điên rồ đi phẫu thuật chỉnh hình. Mỗi khi trở thành con gái, cô luôn mặc bộ kimono cách tân và buộc tóc thắt bím hai bên. Có thể nói, cô là một trong những nhân vật dễ thương nhất truyện, thay vì xấu hổ và e thẹn lúc làm con gái. Như mọi khi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tóc Khám Phá. Đừng quên nhấn like, subscribe hay đăng ký kênh để theo dõi các video khác của Tóc Khám Phá nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người.